Vâng, xin chào mọi người. Bữa nay mình đi câu bên Hòa Minh. Mình đi câu chung với Mr. G nhé bạn, đang đi ra kìa. Đây là Bin. Thì cái ruộng này thì mới cắt cách đây khoảng chắc cả 2 tuần. Xả nước rồi bắt cá hết rồi. Người ta cắt lúa xong cho đất nó cứng, người ta cắt lúa xong bữa nay ta xả nước vô lại nè. Chắc cũng có cá nhưng mà ít. Đây hổm ta xả ta bắt hết rồi. Thì bây giờ mình đánh trước nháy hơi mấy chục đường thử. Rồi tí nữa mình sẽ đánh nháy thiệt ha. Tại địa hình bên đây chủ yếu là câu nháy thiệt nha mấy bạn. Cây màu hồng á gì? Màu hồng nam tính. Đây mới cần cho thằng Di nó mượn nha các bạn. Nước trong quá bên này. Nước mới lấy vô trong quá các bạn ơi. Địa hình này mà để chừng cỡ một tháng ha. Trời ơi. Cá nó vô tao nói luôn. Cá mới cắn các bạn ơi. Ủa thì kỳ vậy. Còn không? Còn. Còn. Nó xíu. Cá nhỏ quá, hèn chi nãy giờ nó cắn. Nó cắn nhã, cắn nhã mấy lần. Đây nè. Trời ơi. Con này bằng hàng có thận rồi nha. cắn ngã mấy lần. Này đem vô trả lại chủ nhà nha các bạn. Chủ nhà muốn thả nuôi tiếp hay là muốn kho tiêu gì đó thì tùy chủ nhà nha. Cá nhỏ quá quyết định thả lại nha các bạn. Khỏi trả luôn. Lớn hay nhỏ gì cũng đóng hết. Nhỏ nữa. Trời ơi coi nè. Cởi con nãy mình thả. Không được. Thấy cá thở cũng bự mà sao mà. Cá này dính lên cái nhỏ không. Về hỏi nữa thôi nha. Điện đi. Con thấy con coi chú rớt hoài mà. Con ước gì con gặp được chú một lần mà con gặp hoài không được. Anh đi uống chiều đường của anh thấy chú á. Giờ gặp rồi phải không? Giờ đi về hỏi xin đi thì được chú thần nhiều ảnh không? Dạ. Chúc con về. Chờ đi về chút đi. Ừ. Ở gần không? Điển câu huyền thoại nha các bạn. Tại vì câu được có mấy điểm mà. Câu được điểm nào thì câu chỗ đó thôi. Chỗ nào có cá mình câu. Cái này đi với thằng Di. Thằng Di câu cần màu hồng nha các bạn.
Trời ơi, vô tới đây ăn luôn nè. Lội dướng luôn rồi. Dướng rồi bạn ơi, đóng đại nha. Sảy tiêu rồi. Vô tới mé ăn. Lội vô cái đống cây cà này. Ừ. Con tên gì? Thiện phải không? Pin nữa hả? Thằng đó cũng pin nữa kìa. Pin lát con về con xin đi. Dạ. Chú Thuận xin cho chú Thuận câu chú Thuận cho con nháy nha. Con có mấy điểm luôn. Đúng, thiệt không? Con nói thiệt. Tại người nhà con không à, dòng họ con không à. Nhưng mà phải hỏi mới được. Dạ. Á táp rồi. Hả? Lát mình đợi em Bin dẫn về nhà em Bin câu nha. Ai dẫn mình đi câu là mình cho nhái liền. Cho nhái rồi Bin có câu đâu mà câu. Cha con có, cha con đi ghê không mà, chứ con đâu có đi ghê gì đâu. Ừ, vậy luôn. Còn nói con fan chú Thần là chú Thần cũng hái liền. Con dê này không coi chứ không? Nè. Tặng con trước con luôn nè, khỏi cần dẫn chú Thận đi. Ừ. Lên hàng, lên hàng. Ừ. Bữa nay bị trúng gì gì dính nhỏ 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 không? Xăm con à. Dính mép ghê các bạn. Nhỏ. Bắt không Pin, bắt ha. Nghe thấy không? Con này cũng bự nha mọi người. Bự nhất trong mấy con từ sáng giờ. Ăn chạy dây đã sức không?
Y nó lên hàng nhớ bạn. Lên hàng bằng cây cần màu hồng nha. Coi cá thử coi. À, con này cũng bự. Ốm, cá này ốm quá. Mai về sớm bữa. Cây cần màu hồng bình thường, còn câu mớm bữa nay đưa cho thằng Duy nó lên cá quá trời luôn nha các bạn. Hình như số thằng Duy nó hạp màu hồng đó nha. Giờ cho thằng Pin nó bắt cá hết nha các bạn ơi. Mình về chỗ không được rồi. Bắt hết đi, bắt hết đi, bắt hết cá đi. Như hôm nay hả? Không.